Các bạn, tôi là Trần Minh. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm một cái video giới thiệu về một trong những cơ hội đầu tư hot nhất. Chắc chắn rồi, đây sẽ là một trong những cái cơ hội đầu tư hot nhất dành cho cuối năm 2019 và đầu 2020. Và đặc biệt thì cái này nó có rất là giới hạn. Nên là cái video này hiện tại tôi sẽ làm một tháng trước cơ. Nhưng vì là nếu mà tôi làm xong, tôi bắt bích cái video này lên thì chắc chắn sẽ rất khó cho chính bản thân tôi mua và những nhà đầu tư của tôi mua. Thế là cái video này tôi sẽ làm chậm một chút và tôi sẽ chưa bắt bích vội và chỉ gửi video này cho những cái người mà thực sự là những cái người mà có thể trải nghiệm của tôi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái nội dung của video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái địa phương, một cái hòn đảo đầu tư cực kỳ hot. Như tôi nói là cuối năm nay, thì giờ đến cuối năm nay và 2020 giá đất có thể tăng từ 100 đến 300%, thậm chí 500%. Đấy, thì trên màn hình các bạn, quý vị các bạn có thể thấy là tôi đang search cái từ khóa Cát Bà. Vâng, cái địa phương mà tôi nói đến chính là Cát Bà. Cát Bà là một hòn đảo mà khi tôi search ra đây được mặt về search hình ảnh, các bạn có thể thấy rằng là có bãi tắm, có biển, có núi, có rừng. Một hòn đảo mà chỉ cách Hà Nội đi, như tôi đi buổi sáng thì tôi đi từ Hà Nội xuống đến khoảng một tiếng 40 phút là ra đến đảo. Như vậy nó giống như một cái ngôi nhà nghỉ dưỡng thứ hai mà chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn toàn bộ không khí và tách biệt riêng với đất liền, tách biệt riêng những cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về Cát Bà. Cát Bà thì là một cái thị trấn thuộc hiện tại thuộc huyện Cát Hải. Thế Cát Hải thì như tôi nói, tôi đã có một video về Cát Hải rồi và hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm một video Cát Bà. Thị trấn Cát Bà và toàn bộ về mặt cơ quan hành chính thì vẫn đang nằm trên thị trấn Cát Bà. Và nếu về du lịch thì miền Bắc mình thì Cát Bà cũng là một cái thương hiệu rất là lâu rồi. Và như theo tôi được biết thì đến năm 2020 thì Cát Bà sẽ thành một cái quận riêng, một cái quận riêng, và Cát Hải sẽ trở thành một cái, cũng là một cái quận gọi là quận sàng cát về thành phố Hải Phòng, và Cát Bà sẽ là một cái thị trấn, một cái huyện riêng, hoặc có thể là huyện, một cái quận riêng. Và cái quần đảo chúng ta đang nhắc tới thì quần đảo Cát Bà nó chỉ rộng có 59,5 km² thôi, và như trong đây thì dân số chỉ khoảng tầm hơn 8.000 người. Đấy, và các bạn có rất nhiều các hòn đảo xung quanh. Chúng ta một lát chúng ta xem bản đồ Google Maps, chúng ta thấy là rất nhiều những hòn đảo xung quanh. Đấy, rất nhiều hòn đảo xung quanh và nó thuộc Hải Phòng. Và đảo Cát Bà thì nhìn ra vịnh Hạ Lan, vịnh Lan Hạ, và thực ra thì Cát Bà vẫn thuộc quần thể Hạ Long, nhưng mà vì vịnh Hạ Long thì được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nhưng mà Cát Bà thì chưa. Thì cái việc mà Hải Phòng đang xin lên cũng là một cơ hội rất tuyệt vời để cho Cát Bà được nhiều biết đến hơn. Và trong 2 tháng gần đây thì Cát Bà thí điểm cho cái việc là các tàu du lịch ngủ lại trên vịnh Lan Hạ, và nó đã thu hút một cái lượng khách rất lớn đến Cát Bà. Và như tôi đã đi trong mấy tháng vừa rồi thì gần như ngày nào cũng tắc phả. Và Cát Bà có một điểm rất đặc biệt, đó là gì ạ? Mùa đông cũng như mùa hè, mùa đông rất đông du khách đây bởi cái sự hoang sơ của nó. Đó. Rồi. Một hòn đảo vừa nhỏ xinh có khoảng tầm gần 60 km² thôi. Quý vị và các bạn để thấy. Thì trên bản đồ map quý vị thấy rằng là trước đây chúng ta phải đi từ cảng Đình Vũ sang Cát Bà, tức là qua đảo Cát Hải sang Cát Bà, đi phà sang Cát Hải, xong rồi sang từ Cát Hải chúng ta sang Cát Bà. Nhưng hiện tại thì chúng ta có cái cây cầu như này, cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Đấy, thì đã lối sang Cát Hải rồi, và chúng ta hiện tại chúng ta đi từ phà Giót sang bên Cát Bà thôi. Và cái việc chờ phà này thì tùy từng hôm, nếu các bạn đi thì cố gắng đi sớm, còn đi vào tầm 8 giờ 9 giờ thì gần như hôm nào tắc phà, và có những hôm mình tắc tầm 4-5 tiếng là chuyện rất bình thường. Tại sao Cát Bà nó lại là một trong những cái câu hỏi ra, nhưng tôi nói tại sao Cát Bà này có thể tăng lên 100 đến 300% giá trị đất trong vòng 1-2 năm tới, đúng không ạ? Thì đây có cái lý do cơ bản như sau. Nhất là cái cầu Cát Hải nó dài đây rồi, và tại sao người ta lại không làm nốt cái cầu sang với Cát Bà này? Rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi đấy. Thì đơn giản thì Cát Bà như này, đảo Cát Bà các bạn cứ nhìn thấy là 90% diện tích nó là rừng quốc gia, đây là vườn quốc gia Cát Bà, và cái rừng này được công nhận bởi UNESCO. Và ở Cát Bà nó có một cái quần thể là vọc trắng, nó rất quý hiếm, những cái cá thể duy nhất trên thế giới sống ở đây. Như vậy đây là từ trước là bảo Cát Bà được bảo tồn rất là nghiêm ngặt, và diện tích rừng nó vẫn là 90%. Đấy. Thế mặt các bạn thì nhìn thấy rằng là Cát Bà thì họ bị là Cát Bà đây chính là Tuần Châu, từ Tuần Châu sang Cát Bà nó rất là gần. Đấy. Còn phía về đằng này đây chính là Đồ Sơn. Vậy là một hòn đảo nó không quá xa, một hòn đảo không quá xa, có đầy đủ nước ngọt, có đầy đủ điện, và lại không quá xa đất liền, đúng không ạ? Bên Cát Hải thì toàn bộ là công nghiệp rất là lớn của VinFast, của cảng Lạch Huyện, vân vân. Còn bên Cát Bà nó là một cái thế giới riêng, là một cái thế giới mà người ta sẽ nhu cầu về tương lai, người ta sẽ sống ở bên đấy. Nó là xanh, nó là có biển, có rừng, có núi, có tất cả mọi thứ, có tất cả mọi thứ. Và tôi xin khẳng định các bạn rằng gì ạ? Ở miền Bắc chúng ta không có một cái đảo nào được như Cát Bà.
chúng đảo Quảng Ninh nó có Cô Tô, nó còn lại, nhưng tất cả đều quá xa, vì đi quá xa, đi thuyền quá xa nên rủi ro rất là lớn, nước sạch điện đều rất thiếu. Nên là câu chuyện để trở thành du lịch thì nó một câu chuyện rất dài. Và không những chỉ tôi nhìn ra, và đó là tập đoàn Sun Group đã nhìn ra được đấy. Và hiện tại chúng ta có một cái dự án tầm 3 tỷ đô, là cái dự án lớn nhất của Sun Group đầu tư tại Việt Nam, của tập đoàn Sun Group đầu tư các du lịch tại Việt Nam 3 tỷ đô. Và hiện tại thì các bạn thể thấy rằng là, đây tôi sẽ zoom to lên một chút. Hiện tại thì là có một cảm cái, đây là toàn bộ bên này chính là cái phần mà Sun Group lấy. Ở chỗ này thì có một cái chùa, và chỗ này có một Sun Group. Và câu chuyện là không phải là lấy, mà tôi không nói là vấn đề về lấy, và hiện tại họ đã triển khai rồi, đó là hai cái cọc cáp treo sang bên đây đã xong rồi. Đấy, tuyến cáp treo đây là tuyến cáp treo dài nhất thế giới, dài tới 21 km chạy quanh đảo Cát Bà, và hai cái trụ cọc đầu tiên đã sắp xong rồi. Và toàn bộ bên đây sẽ là cái dãy shop house, biệt thự biển, khu điều hành của Sun Group đi cáp treo từ bên đây sang bên đây. Đúng không? Như vậy là sau này chúng ta sẽ đi du lịch Cát Bà, chúng ta sẽ để xe ở đây. Và ông đây có thể ở ăn ngủ nghỉ trong đây, đi bộ đây và lên cáp treo sang bên đây. Và tại sao tuyến cáp treo dài 21 km thì nó sẽ, tuyến cáp treo này sẽ đi dài vòng quanh đảo, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái phương án là ngắm toàn bộ đảo Cát Bà, đấy, biển Vịnh Đan Hạ trên cáp treo. Đó là một, tôi đảm bảo các bạn đấy là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời, không những chỉ Việt Nam mà trên thế giới họ có thể muốn, đúng không? Cái vậy tại sao Sun Group đầu tư như vậy? Thì thực ra thì với một cái hòn đảo, mới với một hòn đảo 6 km rất gần với Hà Nội, rất gần với Hồ Chí Minh, rất gần với cả Hải Phòng. Sân bay, từ sân bay Cát Bi về đến đây chỉ mất 15 phút thôi, đúng không ạ? Nên là có thể đón tất cả khách hàng ở trong miền trong hoặc là khách hàng quốc tế đến với Cát Bà, là rất là thuận lợi từ việc cao tốc, thuận lợi từ việc đường bay, thuận lợi về được đường thủy là gì ạ? Đường biển là gì ạ? Đường biển là từ Tuần Châu sang Cát Bà cũng rất là gần, khách hàng có thể sang từ Hạ Long sang Cát Bà rồi sang, đúng không ạ? Rất là gần. Thế nên là chúng ta thấy rằng là có những cơ hội rất tuyệt vời như vậy. Để tôi trả lời lốt là tại sao không làm cầu, thì vì chính vì Cát Bà nó quá nhỏ, diện tích hoang sơ, nó quá hoang sơ. Nếu bây giờ làm cầu thì lượng khách du lịch nó sang quá là đông, thì tôi đảm bảo thì nó sẽ bị làm hỏng cái hệ sinh thái môi trường của Cát Bà. Nhưng như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc làm cầu sang đây là không lên, và chúng ta rõ ràng chúng ta phát triển bên Cát Bà sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch tự nhiên, du lịch đảo. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là người ta cũng nghĩ đến việc bảo tồn Cát Bà khi sang lúc phát triển cái dự án này, đúng không ạ? Khi sang lúc phát triển là quy lại Cát Bà. Như vậy là chúng ta có Sun ở bên đây, chúng ta có Sun ở Group làm cáp treo sang bên đây, chúng ta toàn bộ Eco VinFast, chúng ta có cảng quốc tế Lạch Huyện, đúng không ạ? Rồi thì bên Cát Bà thì như các bạn đã biết là nhìn toàn bộ là màu xanh, nên là phần đất ở là khá là ít, nên là rất nhiều các chủ tư là tranh nhau đánh nhau các cái dự án bên đây. Ví dụ đặc biệt là có cái dự án mà cái giá dự án Villa Collect của cái giá mà tôi đã từng làm một video giữa Sun Group và Villa tranh nhau giành giá này, tại vì cái quyết là quá ít, các bạn nhìn thấy là toàn bộ đồi núi và rừng xanh hết, và là rừng quốc gia thì gần như là không có động chạm gì được cả. Đặc biệt là miền Bắc, tôi vẫn nói là miền Bắc nó sẽ quản lý rất tốt hơn là trong miền trong. Ví dụ Phú Quốc các bạn thì bán đất rừng thoải mái, phân lô bán rừng thoải mái, nhưng ở ngoài này thì gần như không có chuyện đấy, chúng ta rất khó để bán người đấy, đúng không ạ? Thế là quỹ đất đã hẹp để càng nhỏ càng hẹp hơn. Thì từ khi tôi sẽ nói giới thiệu tổng quan một chút về các cơ hội đầu tư bên Cát Bà các bạn ấy biết rồi. Đấy. Thì từ bên đây sang bên đây thì cái tiếp cận đầu tiên của chúng ta có hai cọc cáp treo của các Sun Group từ bên đây sang bên đây, và cái tiếp cận đầu tiên đó chính là cái xã Phú Long. Hiện tại cái xã Phú Long tôi đánh giá cũng rất là cao, tại vì nó gần với bên này nhất, và cái giá đất ở xung quanh mặt đường này nó tầm khoảng tầm 7-10 triệu một mét, ở trong sâu hơn thì khoảng tầm 5-6 triệu một mét. Như vậy là giá rất rẻ. Chỉ có một điều đó là diện tích thì họ chia tương đối lớn, chúng ta phải mua 500-1000 mét, nên là cái tổng tiền nó lớn. Thì đây là một cái xu hướng mà chúng ta phải đầu tư chung với những người mà ít tiền, chúng ta để đầu tư chung, hoặc với nhiều người thì nhiều tiền thì chúng ta có thể đầu tư, nó có thể liên hệ với tôi để đầu tư. Và đất ở đây thì đều có sổ rồi, tức là chúng ta có sổ, trong sổ ví dụ 500 mét thì có thể có 1-200 mét thổ cư, và đất còn lại đất vượt tạp nhưng đều có sổ hết rồi. Như vậy là rất tốt về pháp lý, đúng không ạ? Vì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đi đến đây, chúng ta có hai con đường mà rất đẹp, toàn bộ đây là đường ven biển này thì trong 2 năm vừa rồi đã được đầu tư cơ sở tầng làm rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Những người nào mà ra Cát Bà 2 năm trước thì ra đây sẽ rất bất ngờ về cái sự thay đổi Cát Bà. Thì tuyến đường này sẽ đi thẳng vào đây, và chúng ta ở đây chúng ta có một thị trấn Cát Bà. Thì trong thị trấn này tôi sẽ nói là từ thị trấn trước, thì trong thị trấn Cát Bà thì giá đất bất động sản rất là cao. Những cái mặt đường như này thì nó tầm 150 triệu mét đến 200 triệu mét, bên trong này cũng phải tầm 70-80 triệu mét rồi. Như vậy là ở thị trấn thì nó sẽ giá sẽ rơi động rất là cao, phù hợp với việc mà làm khách sạn, những cái người đầu tư lớn, số lượng tiền lớn, đúng không ạ? Tôi đã từng giới thiệu về cái giá này rồi, đúng không ạ?
Và cái đường mà xung quanh cây giá này cũng là một cái xung quanh dự án cây giá này, cái đường xuyên này thì cũng là một cơ hội đầu tư rất là tốt, khi cái giá nó chỉ khoảng tầm trên dưới 20 triệu một chút đất mà có sổ rồi, là một cơ hội đầu tư rất là tốt vì là cách nó liền kề thị trấn. Khu Tùng Dinh khi khu mà sau khi mở đường núi này từ 20 triệu lên 80 triệu, còn cái khu này bây giờ còn tầm 20-30 triệu vẫn mua được, và có những diện tích rất tốt để làm du lịch khách sạn khi mà cái giá nó lên, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có đến đảo Cát Bà, chúng ta có hai con đường mà chúng ta sẽ đi vào thị trấn được, đó các bạn thì nhìn thấy đây, cái view nhỏ một chút đây. Chúng ta có hai con đường mà chúng ta đi được, đó là trường đường xuyên đảo đây, chúng ta có được một là đường ven biển này, đây là đường mới và chúng ta sẽ thường đi đường mới, và chúng ta đi qua một số như xã như Hiền Phủ Long này. Đầu tiên chúng ta thích Phủ Long trước. Phủ Long mà là một cái chỗ có thể là đầu tư được nhưng mà tránh là mua đất rừng. Ở Cát Bà chúng ta có mấy loại thì đất trên sau chúng ta mua này, đất rừng. Đất rừng là những đất mà khai thác từ 576 họ đã khai thác và mua bán, chúng ta giá đấy rất là rẻ, đủ 1.000 mét tầm 700-800 triệu gì đó, 1.000 mét và có hợp đồng mua bán, có trích lục của xã, có xác nhận của xã, đất nông nghiệp có sổ, đất nông nghiệp có sổ, đất vườn tạp cũng có sổ, đất thổ cư đấy. Thì có mấy loại đất mà đang hình thành những cái bài này, có đất rừng này, đất nông nghiệp này, đất nông nghiệp này. Ví dụ đất rừng thì chúng ta có thể có những dự án có những cái rất là lớn, ví dụ chục hecta thì họ cũng có người bán và có sổ hẳn hoi, mà cũng có khu mà những cái khu xen kẹt họ khai hoang thì có khoảng tầm 6-7 nghìn mét, chục nghìn mét hoặc một vài nghìn mét họ chia họ bán, thì có hợp đồng mua bán rồi. Rồi có đất nông nghiệp này, đất nông nghiệp là chính những đất mà canh tác ngày trước họ chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm, cũng có đất vườn tạp, đất rừng trồng cây lâu năm sang đất vườn tạp sang đất thổ cư. Thì chúng ta bây giờ hiện tại, vì chúng ta nếu mà chúng ta đầu tư ở thời điểm này tức là chúng ta là cũng là một trong những người đầu tư rất là sớm, thế nên là về cơ hội đầu tư thì đều có cơ hội cả. Còn về pháp lý thì sau này nó sẽ thay đổi, tại vì việc mà các bà họ hỗ trợ cũng rất là tốt, nó khác với việc ở trong Phú Quốc là để mà thả lỏng, khác với trong Phú Quốc là họ thả lỏng, họ buông xuôi để mà khiến tới bây giờ là giải phóng toàn bộ, vì đa phần những người mua và những người bán đều sai luật ngay từ đầu. Nên các bạn phải hiểu rõ và tốt nhất nên mua thì có thể liên hệ với tôi tư vấn một cách kỹ nhất để chúng ta đầu tư. Và đây thì tôi khẳng định lại nữa, đây là một trong đầu tư rất rất tuyệt vời trong cuối năm 2018 và cuối năm 2019 và đầu năm 2020, đặc biệt là khi Sun công bố dự án của họ, vì Sun đã làm dự án đến mức hạ tầng đã xong rồi, xong hai trụ cáp treo và hai nhà điều hành, và khi họ công bố ra thì các bạn chắc chắn sẽ không mua được với cái giá rẻ như hiện tại. Và đặc biệt thậm chí khi cái video tôi gửi các bạn là các bạn gửi người khác thì các bạn sẽ là khó mua rồi, nhưng đừng nói là không. Rồi đầu tiên là chúng ta có cái đường 356 chạy dọc đảo Cát Bà và vào thị trấn, và chúng ta có cái đường xuyên đảo nữa. Thì chúng ta có mấy vị trí mà đầu tư bất động sản là mua được. Đầu tiên là một tôi nói rồi, đó là Phú Long, với giá đất từ 5 đến 10 triệu một mét đất tùy chỗ mặt đường hay bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ có cả một cái đường này, sau đó thì tôi sẽ dùng toàn một chút. Rồi sau đó thì chúng ta có những cái khu mà nó đường bao đường ven biển, nó có một nhóm cư dân ở đây, ví dụ đây là Hiền Hào chẳng đấy, ở trong này có một cái khu cư dân nhỏ. Từ chỗ này thì chúng ta khi mà các bạn đi mà đường 356 đến đây thì chúng ta có một cái đường nữa đi vào đây, thì chính là cái đường đi vào gọi là đường xuyên rừng đó. Đường xuyên rừng này các bạn phải đi ngược xuống đây ra đây và đi ra cái bến tàu sang Tuần Châu, và chúng ta một chúng ta đi xuyên rừng tiếp tục đi trong đây xuống đây. Đấy, thì chỗ này chúng ta có thể mua đất được, vì đây là xung quanh Hiền Hào, chỗ này có một cái sân gốc, trong quy hoạch có một cái sân gốc của Sun Group, thì giá đất ở đây cũng xung lung xung quanh cũng tầm từ 5 đến 10 triệu một mét tùy vị trí tùy chỗ, và cũng có đầy đủ sổ để chúng ta có thể chọn nữa mua. Có một số cái dự án về nghỉ dưỡng du lịch thì từ một năm 7 năm ở trước thì có cái dự án thì nó đã bị dừng hoạt động, mà bây giờ mua lại thì tức là cái giá tiền nó rất là cao, chúng ta không mua được. Đặc biệt tôi đang hướng tới những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, đúng không ạ? Đây chúng ta có một cái khu vực này. Đấy, dự án treo này có một bay view resort của dự án treo. Rồi tiếp theo đến chúng ta, tôi đã làm một cái video, các bạn thể hoàn toàn xem lại cái video Vịnh Xuân Đá mà tôi từng nói rồi. Chúng ta đây chính là cái khu mà là có thể mua được này. Xung quanh chỗ này thì cũng giá tầm 6-10 triệu một mét, chỗ này cũng 6 triệu 10 triệu một mét. Đang chỗ này thì nó gần sân gốc, gần hệ thống sân gốc, gần của Sun Group. Chỗ này thì chúng ta có cái vịnh Xuân Đá, mà cái vịnh này thì tương lai có khả năng trở thành một cái bãi tắm, tại vì ở Cát Bà thì rất ít bãi tắm, và mỗi bãi tắm nó chỉ nhỏ thêm 1-2 km
chiều dài thôi, và cái lượng khách hàng nó quá ngày càng, lượng khách du lịch đến Cát Bà ngày càng đông. Thế là việc là bãi tắm nó thiếu thì dẫn đến việc là gì ạ? Rất nhiều có thể lấp cát để làm bãi tắm. Đó. Ở đây có một dự án chúng ta sẽ không mua được, đúng không ạ? Ở đây thì có một cái cảng mà Sun Group đã, các bạn nhìn thấy đây không, đây không phải là khu tái định cư, đây là một cái khu cảng mà Sun Group làm cho việc sau này di dời toàn bộ bến tàu từ thị trấn cũ ra đây. Có rất nhiều cọc ở đây vì Cát Bà phát triển, định hướng phát triển như tôi nói rồi, du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và phát triển về ngành nuôi trồng dịch vụ hải sản. Tại vì cái vùng lưỡi ở Cát Bà rất thích hợp cho việc là nuôi trồng phát triển thủy hải sản cho bà con ngư dân ở đây. Rồi thì chúng ta tiếp tục như vậy là chúng ta, tôi đã điểm danh mấy cái dọc đường mặn bên biển này, chúng ta có mấy chỗ mà chúng ta có thể mua được, đó là Phù Long, đó là Hiền Hào, đó là gì ạ, đó là Xuân Đám, đó là xã Trân Châu, chỗ này là xã Trân Châu này. Thì xung quanh cái đường này bây giờ giá, nhưng giá rất là cao, giá bên trong thì khoảng tầm 10-15 triệu một mét, mặt đường to thì khoảng tầm 20-26 triệu một mét rồi. Và tiếp tục chúng tôi đã từng nói về cái giá rồi, tôi cái giá này thì hiện tại đang việc mà giữa Villa Gate lại không biết bao giờ họ triển khai, thì trong đây có một số cái sản phẩm họ bán thì giá trung bình tầm tùy từng vị trí, từ 10 biệt thự là 10 triệu, có những diện tích nhỏ hơn biệt thự 300-400 mét thì 10 triệu một mét, còn các diện tích lớn hơn như shop house 500 mét thì họ bán khoảng 18-20 rồi đấy. Thì dọc cái đường này như tôi nói rồi, giá khoảng tầm 15-20 nhưng rất đẹp, hoàn toàn với những người mà có số tiền đầu tư tầm 3-5 tỷ hoàn toàn mua được. Còn những người số tiền ít hơn thì có thể lựa chọn là mình ở cái khu vực mà giá từ 3-5 triệu, 3-5-7 triệu một mét để ta mua. Nhưng mà còn thị trấn thì chúng ta rất là khó mua rồi. Đây là cái khu thị trấn cũ các bạn biết rồi, đây là cái hồ và đây là bãi tắm Cát Cò có Flamingo thì ở chỗ này. Và chúng ta ở bên này chúng ta có một cái khu lữa là bến bèo khá đẹp các bạn, thì nó nằm trong một cái vịnh nhỏ này và bến bèo này view vịnh khá đẹp và bên đây cũng đang rất là phát triển. Cái giá đất ở đây thì nó xung quanh bây giờ nó khoảng tầm 26-30 triệu một mét rồi, rất phù hợp cho những người mà đầu tư có số vốn lớn, đầu tư xây dựng khách sạn nhà nghỉ thì tôi nghĩ rất là tuyệt vời, chắc chắn nó sẽ x3x4 trong thời gian tới khi mà lượng khách và cái quảng cáo vùng Cát Bà sẽ nổi tiếng toàn thế giới, đúng không ạ? Ngoài ra Cát Bà có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng mà các đảo nhỏ Cát Bà gặp vấn đề điện và nước ngọt nên là chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất là kỹ trước khi mua. Ở trong này thì có một số cái chợ nổi các bạn thấy rồi là gì, Cát Bà chúng ta ngoài ra biển có bãi biển, có hải sản, có thủy sản, có hải sản, có làng chài, có hòn đảo chúng ta du lịch nghỉ dưỡng, có các chèo thuyền, gần như không ở đâu có một cái nơi như Cát Bà. Tôi thậm chí là tôi đã từng so sánh Cát Bà một số, nếu mà Cát Bà nếu phát triển du lịch thậm chí còn hơn Phú Quốc, thì vì Phú Quốc nó gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó là về quy hoạch khi mà bây giờ phải phá lại rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó là việc di chuyển rất là khó khăn, đi ra Phú Quốc chi phí rất là đắt vì họ đảo không thể làm gần đến đất liền được. Thì Cát Bà nó vừa nhỏ xinh, cho nên như vậy là cái cơ hội chúng ta mua, và nếu chúng ta không mua sớm thì chúng ta rất khó để mua, về cái tốc độ tăng trưởng hot ở đây nó cực kỳ nhanh, tôi nói rồi là lên 100-300% trong thời gian rất ngắn thời điểm tới, nên là quý vị các bạn đặc biệt là lưu ý. Rồi thế đấy là mặt, đây là cái mặt đường ven biển mà tôi đã nói, mặt đường 356. Chúng ta có cái đường nữa mà ra thị trấn, đó chính là cái đường bên trong này, đấy, đường xuyên rừng. Thì trong các bạn để ý rằng xung quanh đường xuyên rừng có một số vị trí chúng ta có thể mua được. Đầu tiên là chúng ta có thể nói rằng cái việc là khe sâu thì nằm ở giữa rừng, đấy, khi đi qua khe sâu ở giữa rừng ở chỗ này tôi rất thích để làm homestay, làm khu nhà cuối tuần vân vân. Và chỗ này thì có một thị trấn tập trung khá đông người và giá đất ở đây thì nó rơi xung quanh tầm từ 4-6 triệu một mét và có sổ đầy đủ. Chỗ này là ở đất ở rất thoải mái, rất tuyệt vời và pháp lý đầy đủ. Và bạn nào thì tôi bản thân tôi cũng rất là tư vấn khách hàng thích mua ở đây. Đó, chúng ta có một cái đường này, xung đây là những cái vịnh nhỏ, trải nghiệm nhỏ này. Đấy, trong này là một cái làng mà các bạn thấy rằng là trong đây thì mua homestay nó hơi sâu, trong đây thì gần những người dành cho những người mà quên đi sự đời, mà thật sự là khó nơi nào như các bạn chúng ta có được cái nơi như vậy, đúng không ạ? Rồi chúng ta có bến tàu Việt Hải. Cái bến tàu này thì rất nhiều những cái tàu du lịch từ Tuần Châu sang đây thì sẽ dừng lại ở đây và cho khách du khách đến cái làng làng cổ này để chơi, để tham quan. Tôi đã từng vào cái làng này rồi thì nó thật sự là rất là hoang sơ và gần như không có gì cả, và Tây thì họ rất thích ở trong những khu vực như này và có những hôm Tây dành cho người ta nghỉ. Đây là làng cổ Việt Hải. Rồi thì ngoài khe sâu ra, khe sâu với cái mức giá như vậy cũng rất là tuyệt vời, thì chúng ta sẽ đi đến đây này và dọc trong đây thì là đều là rừng ra, thì có một số vị trí thì họ bán đất rừng, ví dụ trong xã Gia Luận thì họ bán đất rừng đây. Đấy, xã Gia Luận thì họ bán đất rừng thì vì đất trong đây dân ở trong đây mật độ dân lên rất là thấp, nhưng mà đất rừng thì như tôi nói là khai thác do dân họ khai phá từ những năm 70, 76, 80 đó, và họ đang bán với giá đất rừng rất là rẻ, tầm
từ 600 đến 1 triệu nghìn, 600 nghìn đến 1 triệu đồng một mét vuông, và chúng ta có thể mua mấy nghìn mét trồng cam, trồng vải, trồng vân vân, rất là tuyệt vời. Các bạn có thể mua để trồng nông nghiệp vân vân, một cái khu nghỉ dưỡng cuối tuần không dành cho các bạn rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì gần như tôi đã giới thiệu tổng quan về các bà một số vị trí chúng ta mua được. Như vậy là tôi có điểm danh một số chỗ chính mà các bạn có thể mua là Phú Long rất an tâm pháp lý và dân đông. Đấy, với tư giá từ 6 đến 10 triệu một mét. Rồi Hiền Hào thì có một nhúm dân, cạnh đấy là sân góp. Đấy, thì cũng giá tầm 6 đến 10 triệu một mét. Tiếp theo là sân đám cũng tầm 6 7 8 triệu một mét. Đấy, đây là những cái đất, những cái đất mà tôi nói 6 7 8 triệu một mét là những cái đất mà thổ cư có sổ đàng hoàng. Còn những cái đất là nông nghiệp, đất nông nghiệp hay là đất lâm nghiệp thì giá tầm 600 ngàn từ 400 ngàn đến 1 triệu đồng một mét tùy vị trí. Còn đất trong thị trấn thì giá đất đắt hơn rất là nhiều rồi. Đất thị trấn thì tầm 180 đến 150 triệu một mét cơ, tùy vị trí. Đấy, và gần thị trấn, sát thị trấn thì nó có tầm trên dưới 30 triệu một mét. Đó. Bên bãi bên bến Bèo thì bây giờ giá tầm 30 triệu một mét, đúng không ạ? Bên Khe Sâu, chỗ này cũng là dân cư rất là tuyệt vời rồi, có sổ đầy đủ rồi, và giữa rừng cách thị trấn một đoạn thôi, cách giữa khoảng 5 km thì giá tầm 3 đến 6 triệu một mét, đúng không ạ? Rồi Gia Luận thì đa phần là đất rừng rồi, đúng không ạ? Như vậy đấy là những cái thống kê tổng quan mà tôi giới thiệu với các bạn, và các bạn có thể cơ hội những cái đầu tư rất là tuyệt vời để mà tìm kiếm cơ hội. Và tôi khẳng định với các bạn nó có thể tăng từ 100-300% trong vòng thời gian một năm tới, tức là cuối năm 2019 và đầu 2020 khi Sun công bố cái dự án của họ, và khi tuyến upsell đầu tiên hoạt động vào năm 2021, thì chắc chắn rằng những cái người mà xem video này mà không quyết định sớm thì rất khó để mua. Và khi các bạn hoàn toàn nhờ tôi tư vấn, tôi sẽ phục vụ những khách hàng mà tôi sẽ đảm bảo cho họ những cái tối đa nhất, bớt rủi ro nhất khi họ mua đầu tư ở đây. Còn các bạn biết rồi, đây toàn bộ là 60 km², dân số khoảng 8.000 người, và nó gần như một hòn ngọc đang bị đang được người ta giấu đi để mà sắp tới sẽ truyền thông rất mạnh để mà phủ được cái sóng làm tăng giá đất lên. Và không phải bỗng nhiên sang ở Úc hay là đầu tư một cái, không phải bỗng nhiên sang Úc đầu tư ở đây một cái giá tầm 3 tỷ đô, không phải bỗng nhiên hòn đảo Cát Hải này, thuộc Cát Bà này, hòn đảo Cát Hải là toàn bộ là khu công nghiệp lớn nhất miền Bắc, gồm cảng thành huyện, rồi là Deep Sea, rồi là VinFast, rồi là từ Hà Nội đến đây thì quá gần, từ Quảng Ninh sang đây thì quá gần, từ sân bay Cát Bi sang đây thì quá gần, cái lối giao thông thuận tiện. Như vậy chúng ta có đầy đủ tất cả mọi thứ, các bạn có đầy đủ tất cả mọi thứ, cái lối thông thuận tiện từ Tuần Châu sang, từ sân bay ra, từ cao tốc xuống, từ thủ đô xuống rất là gần, đúng không ạ? Rồi có điều kiện nhiên tuyệt vời, không ở đâu các bà có, vừa có rừng, có biển, có núi. À, các bạn có thể ra các bà ăn gà Liên Minh, ăn dê núi, ăn thủy hải sản tuyệt vời. Các bạn có vừa có rừng quốc gia nguyên sinh, sự là cái bảo vệ tuyệt đối nghiêm ngặt, các bạn đi trekking xuyên rừng rất là rẻ, đúng không ạ? Các bạn còn môi trường như một, các bạn nhìn màu xanh, toàn bộ đây là màu xanh hết, nên là cái môi trường nó khác biệt hoàn toàn so với bên kia đảo. Và rõ ràng chúng ta cái thời gian đi phà chỉ có 15 phút là các bạn thấy một cái cuộc sống hoàn toàn khác, ok, đúng không ạ? Như vậy là tôi đã vừa giới thiệu với các bạn một cái video, một cái cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Tôi rất là mong các bạn, nếu mà xem những cái người mà tôi gửi video này xem thì đừng gửi những người khác vội. Thì nếu mà các bạn muốn mua thì hãy liên hệ ngay với tôi, chúng ta sẽ đắp một cái tour để đi xem và trải nghiệm, và có quyết định sớm trong, tôi nghĩ chúng ta còn tầm một tháng nữa thì chúng ta có thể mua ở đây rất giá, với giá tốt như tôi vừa nói, đúng không ạ? Và tôi là Trần Minh Bất Động Sản, quý vị các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0907 696 336, hoặc là qua fanpage Trần Minh Bất Động Sản. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại những cái cuộc đầu tư tiếp theo. Xin chào.